mẹ nhớ con lắm, mẹ muốn đi lắm á, mẹ không có tiền. Ngày nào mẹ có 20 nha, 20, 30. Mẹ con. Dạ, tiền tuổi nha, em đừng khóc. Dạ. Bây giờ mẹ rớt nước mắt. Nói chung là bây giờ là gì rất nhớ con gì? Nhớ lắm, nhớ con đi lặng lặng suốt ngày sau cùng. Dạ, Nguyễn Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Dạ, thì hiện giờ Lữ Ngọc vốn Đồng Tháp cũng đang ở trong nhà lòng chợ Tạc Mau cô chú. Thì hai anh em đi đến đây cũng đói bụng rồi, cho nên là vào trong này để kiếm chỗ nào có bán cơm ăn cho nó chắc dạ. Thì đi nãy giờ mà cũng chưa thấy bán quán cơm nào trơn cô chú. Mà từ chợ Tạc Mau này lên tới thành phố Phnom Penh thì khoảng 11 km nữa. Dạ, thì tiện thể đây thì Ngọc cũng chia sẻ lại cái hình ảnh ở khu vực chợ Tạc Mau này cho cô chú và anh chị mình cùng xem luôn nha. Dạ, thì hai anh em đi kiếm cơm ăn mà ở trong chợ này không có cô chú. Bây giờ ở đây là chỉ có bán hủ tiếu với bánh canh. Hủ tiếu bánh canh. Hủ tiếu bánh canh. Mớ, có nhâm mơ bánh canh tí nữa. Nè. À, bánh canh chứ. À, chan mà anh bó. Chan Prampon. Dạ, thì ở đây bán một tô 5.000 cô chú. Út ăn bánh canh hay hủ tiếu? Em chưa mì rồi anh. Mì hả? Dạ. Út này cũng đạo mì dữ ha. Dạ, đó một... Ôi, coi nhầm mì đó. Dạ, mì đây. Tí chan mì. Tí chan. Tô vậy là 5.000 tiền Campuchia cô chú. Tô 5.000, hai tô 10.000. 5.000 là bằng 30.000 tiền Việt. Ở đây thì người Campuchia bán không cô chú. Bông, lạ nữa này. Ngọc kêu là để thịt giò cô chú. Thịt giò ha. À, để thịt giò heo vô ăn nó ngon hơn. Cũng cũng đã xả sạch nữa. Hay vô thịt quạt đấy nó. Đã đứng qua nó đã. Vô đặt trơn rồi nè. À, vô trơn. Đã trơn, đợi sạch trơn. Ngọc kêu để là thịt giò thôi. Vâng, vậy Việt Nam ba này. Ở che. Cái bánh canh này cũng được, có nước dễ húp. Thì ở đây là cái khúc mà ngoài trước cổng chợ Tạc Mau cô chú. Hồi nãy Nguyễn Ngọc cũng có đi vô rồi. À, cái tô đây đó ha, hai cục giò với hai cục huyết hả? Hai cục giò với hai cục huyết ha. Cũng nhìn thấy cũng hấp dẫn quá ha. Hấp dẫn luôn. Cô chú anh chị cùng thưởng thức mì với các anh em nha. Ở đây là chị gái bán là người Khmer cô chú. Bông lúa nơi nào du hết? Nhâm lụa bay xe năm, cầm lụa đài. Bay xe năm. Thì Nguyễn Ngọc hỏi là chị bán ở đây lâu chưa, thì chị nói là bán ở đây được 3 năm rồi. Sao Út thấy ổn không? À. Ở đây thì nêm ngọt hơi nhiều hả? Bột ngọt hơi nhiều hay là ngọt đường? Bột ngọt. Bột ngọt hơi nhiều hả? Dạ. Thì người Campuchia này đa số người ta hay ăn ngọt lắm. Dạ. Để hủ đường sẵn này anh. Hủ đường nữa kìa cô chú. Nói chung là bán ăn ở đây họ cũng để là hủ đường rồi đó nè. Tương nữa. Bên này thì những cái quán ăn của cô chú vô là đũa với muỗng lúc nào là họ cũng ngâm ở trong nước này nè đó. Họ ngâm là cái đầu đũa gấp á là xuống dưới nước nè, với muỗng nè. Đa số là quán nào của Ngọc cũng thấy gì hết trơn á. Bữa giờ là ăn là đi thấy gì hết cô chú. Ban hơi bông ơi, ban hơi
Mì trụng lâu quá sợ nó mềm. À, có chút tô mì với là hai khoanh giò với hai cục huyết. Hai tô 10.000. Hai chị em bán bông bồn lụa, bông bồn à. Hai chị em. Dạ, thì bây giờ Ngọc xin mời cô chú và anh chị cùng ăn với Ngọc nha. Dạ. Dạ, thì nãy là hai anh em là cũng ăn hủ tiếu bên cái quán của chị gái người Campuchia nè cô chú. Thì bên đây thì Ngọc cũng nghe nói tiếng Việt, không ngờ dì ở đây cũng là người Việt Nam nè. Dạ, con chào dì nha. Dạ, chào cậu. Dạ, dì cho con gửi này đi ha. Dạ. Dì lên sống ở Takamau này lâu chưa hả dì? Đó, ở dưới Việt Nam có chồng ở dưới nhà thờ Bảy Chàm rồi mới lên, chồng mới chết rồi anh dì Bảy Chàm chôn. Dạ. Chôn rồi chồng chết 15-16 năm rồi. Dạ, vậy đó hả dì? Dì ở dì bán cái cảnh dì hoài. Dạ. Dì bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi hả dì? Dạ, bán chắc cũng được 20 năm có. 20 năm rồi hả? Mà không có nhà ở nữa. Bây giờ là cũng chưa có nhà ở nữa. Chưa có nhà ở, nhà mướn. Dạ. Rồi hiện tại giờ là dì ở với ai? Ở với nhỏ gái con sinh. À, con sinh hả? Con sinh, nhỏ gái con sinh niên rồi đó, mình sinh nó còn 3 ngày. Tới giờ bán đây sinh 3 ngày, bây giờ nó cũng được 20 tuổi có. 20 tuổi có gia đình rồi hả dì hả? Rồi dì hai thấy hoàn cảnh mẹ. Thì hai cho nó lấy chồng cho người ta có nơi nương dựa nó tiếp. Dạ. Mình dạ. Cũng có nó gánh cho mình cũng phần đi. Dạ. Mấy ngày trước vậy hai nó chóng mặt không mà xỉu cũng nhờ nó đem đi bệnh viện chung biển này kia nọ. Dạ. Thì hiện tại giờ là chỉ còn có hai mẹ con thôi. Hai mẹ con với dạ. Thằng rể miên. À, rể Campuchia. Campuchia con. Dạ, ở chung luôn hả gì hả? Ở chung luôn. Dạ. Thì ở đây là Nguyễn Ngọc thấy là dì bán cái tủ đồ đây hả dì? Dạ, dạ bán. Dạ. Dạ, dì bán bánh mì với nước uống rồi nè ha. Dạ. Dạ, thì đây nè cô chú và anh chị. Nguyễn Ngọc thấy cái tủ bán bánh mì của dì nè. Ở trên đây là dì cũng có trưng những cái lon nước ngọt bên cam này nữa, bán nữa. Rồi bên đây là của ai hả dì? Của dì hai, có nhỏ gái nó bán với mình. Dạ, thì bên đây là của con gái dì. Con gái dì là con gái nuôi. Là dì nuôi bé từ lúc mà 3 tuổi tới bây giờ. Ê, có 3 ngày hả? 3 ngày hả? 3 ngày người ta lên lửa đi người ta cho nè. Dạ. Dạ. 3 ngày muốn ta nuôi dẫn tới lớn luôn. Con ơi khổ lắm, mẹ con đẩy xe mình đi bán phiêu vậy á. Dạ. Đi bán chỗ này chỗ kia để sinh sống đi. Hiện tại giờ là dì mướn nhà là một tháng bao nhiêu hả dì hai? Tháng có 50 đô à. 50 đô là 1 triệu mấy đó hả dì ha? Không biết nữa. Dạ, tiền Việt là 1 triệu mấy đó cô chú. Dạ, dì năm nay được mấy mươi rồi hả dì? Năm nay 69 tuổi rồi. Chà, dì 69 tuổi rồi cô chú. Hơn một đời người rồi. Hơn một đời người mà khổ hơn quá. Hơn một đời người, khổ quá hả dì? Khổ lắm. Tiền góp cho sách nặng. Thôi tôi mà mới mượn bà hả? Ừ, 200 ngàn tiền miên á. Dạ. Mà dì hai mới góp được có 7 ngày. Có 7 ngày mà ta lời hết 40 ngàn. Người tiền góp này là người Việt mình cho góp hay là người Campuchia cho góp hay gì? Người địa. Dạ? Địa. Địa là sao gì? Người gì đó, người địa là... Người Việt mình hả? Không phải đâu, người quốc tịch đi. Người India hả? Ừ. India là người Ấn Độ đó hả? Ấn Độ á. Ủa? Ở đây cũng có người Ấn Độ cho tiền góp nữa sao? Nó chạy xe đạ, chạy xe ba lợn, nó bán, nó gần tới, gần 2 giờ nó tới rồi. Dạ. Nó chạy xe ba lợn, nó kiếm về 200 tiền. Anh ta mượn nó không cho đâu, mà nó cho mượn gì hai mượn à. Dạ, vì mượn của ảnh là được bao nhiêu tiền? Có 200 ngàn. 200 ngàn tiền Campuchia là chạy ra là 1 triệu mấy rồi, dạ, 50 đô. Là một ngày mình góp bao nhiêu hả dì? 10 ngàn. Ngày 10 ngàn tiền cam. Ừ, 10 ngàn tiền cam là để dạ. Sẵn cho nó này chút. Dạ, là một ngày 10 ngàn là cũng như là góp một ngày 60 của cô chú. Thì góp 30 ngày hả dì? Không, nó có 24 à. 24 ngày là 240. Dạ, dạ đúng rồi, coi như là tiền lời 40 ha. 40 ngàn nè, thấy không? Dạ. Mới có được có 7 ngày mà được dạ. 40 ngàn này. Thì ở đây là dì ghi trong này nè cô chú. Ừ. Là những cái ngày này là dì góp cho người ta đấy ha. Đến được có 7 ngày đó, hôm qua dì hai lấy được có 30 ngàn.
mới góp được có 7 ngày thôi, bây giờ là gì, đắp đuôi lấy lợi đó phải không? Lấy lợi đó. Trời đất. Chứ khổ quá, lấy lại đi con. Nè thấy không, con gì hai con nó giúp con nào nè. Cái nào cũng 6 7 ngày hết trơn, có khi có 20 ngàn nữa này, cái mới có 6 ngày thấy không? Rồi. À, góp 24 ngày nhưng mà ở đây cũng Ngọc thấy là dì ghi mới góp được có 6 ngày 7 ngày là dì đắp đuôi nè cô chú. Rồi dì đắp đuôi kiểu này rồi coi như là nợ suốt luôn rồi sao dì trả nổi. Ừ nợ suốt luôn con ơi. Kệ mẹ nó đi chứ sao giờ đâu. Dạ. Yeah. Chứ sao? Rồi hàng ngày dì bán cái này không được sao dì hai? Ờ hồi mấy năm gì đó đó bán cũng được lắm. Mà bây giờ thì bán được có 5 ổ bánh mì, 6 ổ bánh mì chứ dì hai già rồi người ta biên nó không dám mua của dì hai nhiều. Dì hai Việt Nam á. Chỉ vì hai bán thấp giảm lại chút chút, còn mấy hôm trước thì ít cái mua của mình. Dạ, vậy hả? Già thì người ta không có ít cái mua đó. Ừ, bây giờ... Dạ, phòng xui. Hả dì hai? Dạ. Bây giờ ở Việt Nam là dì còn họ hàng bà con gì không? À, có bên chồng ở nhà thờ Bãi Tràm, bên chồng. Dạ, nhà thờ Bãi Tràm, bên chồng. Bên chồng. Nhưng phần là dì lên đây lúc còn nhỏ mà hả dì hả? Hồi năm 70 thì hai chị giặt về Củ Chi ở. Dạ. Củ Chi nhà dù á. Dạ. Ngoài thành phố á, Củ Chi. Dạ. Đó. Chị giặt về rồi sau này ba cha mẹ lên đây hết trơn, anh. Yeah. Em lên trên miên này hết. Yeah. Ba mẹ mới chết hết trơn rồi. Yeah. Ba mẹ mình ở trên này cũng mấy chục năm rồi. Dạ mấy chục năm rồi. Nhưng mà giờ giấy tờ là mình hợp lệ chưa hả dì hai? Giấy tờ mình có quốc tịch người Việt Nam. Quốc tịch người Việt Nam. Ừ, rồi giấy của cam người ta có cấp cho mình cái gì không? Có chứ. Dạ. Dạ được rồi dì, con chỉ hỏi vậy thôi. Ừ. Dạ. Người ta đóng thuế thăng cho mình nữa đó. Dạ. Đóng cho mình mỗi năm gì ta đóng cho mình hết trơn, nhà nước ở dưới Việt Nam đóng cho mình. Dạ. Ừ, đầy đủ. Nói chung là bây giờ là chỉ cầu mong sao có cái chỗ ở thôi hay gì ha. Ừ, có chỗ ở. Chứ mướn nhà thì cũng hơi vất vả ha. Có đau nặng mình chết không có chỗ nằm đâu. Như mình vô chùa khổ. Thường ngày cũng rầu thấy mồ luôn. Dạ. Rầu lắm. Ở nhà thuê nhà mướn thì nói chung là đến lúc mà lâm nạn thì cũng vất vả ha. Vất vả lắm, khổ lắm chứ bộ. Khổ lắm, anh em người ta có nhà riêng có mình ơn gì hai à, nghèo. Yeah. Hơn người ta thấy. Rồi trước đây là gì có bán cái gì khác ngoài cái tủ cái bánh mì này không hả gì? Hồi xưa gì bán đồ với hú lương á. Dạ. Hú lương bán rồi á, gì hai mới đi lên Tạc Mau này ở tới giờ luôn. Dạ. Yeah. Bán những mì thì cũng sống qua ngày như được thôi chứ không có giàu có gì. Yeah. Đâu. Vì năm nay là 69 cũng gần 70 rồi, nhưng mà nhìn thấy dì cũng còn khỏe lắm cô chú. Khỏe lắm. Ừ. Dạ. Dạ. Mong sao là có được sức khỏe thôi dì. Dạ mạnh sức. Dạ. Khỏe tôi. Cảm ơn mấy chú. Dạ. Dạ con cũng cảm ơn dì ha. Dạ. Dạ. Ngày hôm nay dì cháu mình gặp đây cũng là cái duyên. Cái duyên. Dạ. À. Con cũng xin chúc cho dì là được nhiều sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Rồi mua mai bán đắt. Mua mai bán. Dạ. Đắt. 60 giờ mới bán được có 3 ổ. Trời đất. Ừ. Có bữa bán 3 khúc, có bữa bán 2 ổ, 3 ổ mà bán đi. Yeah. Bán để người ta cho tiền. Hôm qua cái bà đó bả cho 20 ngàn. Yeah. Ừ, có khi người ta mua mình lon steel đó. Yeah. 3 ngàn, ta cho mình 20 ngàn. Dạ, yeah, vậy đó hay gì? Nguyên á, ta thấy trung nghiệp thì bán đây từ nào giờ đó. Yeah. Ta thấy trung nghiệp có khi người ta mua cái này mình bán cho người ta 3 ngàn, ta cho mình 5 ngàn. Yeah. Hồi hôm qua thì cái bà nó cho được 20 ngàn. Yeah. Lâu lâu thì người ta đi thấy mình thì người ta cho mình 10 ngàn, 20 ngàn. Dạ. Quen với mình từ não giờ đó. Dạ. Ta cũng xa xa mình không bán đây nữa. Nhiều khi những anh em mà tới đây khi mà gặp cái tủ nước của dì á. Dạ. Là mình nghĩ là cuộc sống của dì ổn định hơn rồi. Dạ. Ừ. Thì nhìn thấy cái tủ của dì cũng hoành tráng lắm cô chú. Nhưng mà thực sự ra là có tâm sự với dì rồi thì dì mới là thổ lộ ra hết cái câu chuyện của dì. Là dì nói bán từ sáng giờ chỉ có 3 ổ bánh mì thôi cô chú. Thiệt. Nhưng mà nhìn vô cái tủ này thì mọi người không có ngờ rằng là dì bán không được. Để nhìn cái tủ cũng rất là hoành tráng cô chú. Mình hồi xưa thì còn có thời bán được, giờ làm như bánh mì ở đây tuy nhiên giờ lỗi thời vậy. Dạ. Lỗi thời bán rồi, bán được gạo đi. Giờ như cống quỳnh mà câu cá không có lưỡi. Dạ. Có người này người ta mua cuốn mì á, mình bán cho người ta 3 ngàn, người ta cho mình 5 ngàn, có khi người ta cho 10 ngàn. Dạ. Có khi quen, người ta mua 2 ổ, 3 ổ, người ta cho mình tới 10 đô rồi. Dạ. Người ta cho người ta cái tình nghiệp mình. Hả dì hai? Dạ. Dì có hay về Việt Nam được không? Mười mấy năm dịch nước có đi về thăm. Dạ. Bà con dòng họ bên ba đó. Dạ. Ở Củ Chi á, ở nhà dù á. Dạ. 13 năm. Mười mấy năm về trước. Dạ, bây giờ là cũng nhớ quê dữ hay gì ha. Dạ.
Dạ. Nhưng mà hiện giờ là cô có muốn về Việt Nam để thăm quê hương mình lại một lần không? À, tính bây giờ mình muốn ý nguyện của mình nó muốn về thăm con của dì Hai. Ủa, dì Hai còn con đó hả? Con dì Hai ở Sóc Trăng đó con ruột đó ha. Con ruột đó, thằng trai thứ hai á. Trai thứ hai là năm nay ảnh mấy mươi rồi hả dì? Năm mấy rồi hả? Tuổi đó hả? Tuổi cột đó con. Rồi ảnh có biết là dì ở đây không? Biết, hồi xưa nó trên này nó hớt tóc. Nó hớt tóc ở trên miên mình là nó mướn nhà mình nó hớt rồi cái lộn xộn gì đó mặn ăn khó dạ. Gì mắc ấy nó đi về bên vợ nó. Về nhưng mà dì giữa dì với con dì là cũng còn liên lạc rồi chứ? Không có còn liên lạc gì qua lại hết trơn, cái gì dạ, nó lâu, xài điện thoại. Lâu chưa? Lâu rồi, 4-5 năm rồi. À, 4-5 năm nay. Dạ. Bây giờ mà thí dụ như là dì có điều kiện về rồi làm sao dì biết đường dì về biết, nhà con gì? Người khác người ta chỉ. Dạ. Ta biểu dì Hai đi tới cầu Sóc Trăng ha. Dạ. Tới cầu Sóc Trăng đi vô chợ Trường Khánh. Dạ. Vô chợ Trường Khánh người ta biểu dì Hai hỏi nhà của đi vô xóm ruộng. Tới chợ Trường Khánh mới vô xóm ruộng. Hỏi nhà của ông Đạt rồi đó, nó hết tóc Campuchia về, Đạt Kim Cúc đó là ai cũng biết hết trơn. Dạ vậy đó ha. Đó. Dạ. Thì con nói gì nghe nè. Dạ. Dạ thì con cũng xin phép là chia sẻ cái hình ảnh của dì lên trên này. Dạ. Là dì có điều gì để nói với anh Đạt con của dì không? Có chứ, nói mẹ anh dì, nhớ dì nói con đi. Dữ lắm. Mẹ dạ. Nhớ con lắm, mẹ muốn đi lắm á, mẹ không có tiền. Ngày nào mẹ có 20 nha, 20-30 á. Mẹ nhớ con. Dạ thì tuổi này cũng đừng khóc. Dạ. Bây giờ mẹ nhớ nước mắt mà. Nói chung là bây giờ là dì rất nhớ con dì. Nhớ lắm, nhớ con đi đằng ngày sau cùng. Yeah. Dạ. Nếu như bây giờ anh Đạt mà kêu dì về ở với chung với ảnh là dì chịu không? Không có ở đâu, ở không được đâu. Dạ. Không ở với con đó đâu, con có tính đi á sậy. Đặt chuột mũi kia, đặt kẹo con. Hả? Thì dì nói bây giờ là dì cũng rất là nhớ con cô chú, nhưng mà cũng không có điều kiện về thăm con nữa. Nói tới mà cái khúc về thăm con thăm cháu đó, dì xúc động, dì cũng khóc, nhìn thấy rất là tội cô chú. Thì mình cũng cô chú anh chị á, mà có xem được cái khúc phim của anh Ngọc á thì hãy chia sẻ rộng rãi để lan tỏa cái hình ảnh của dì nè, cho con ảnh được biết để tìm đến gì và thăm gì để đến ngày mà lúc mà tuổi già của dì á, dì chỉ có một điều ước đó anh Ngọc. Dạ đúng rồi, bây giờ là dì cũng mong muốn làm sao được có điều kiện về thăm con một lần. Dì nói nghe thấy tội của Tú. Dạ. Một ổ bánh mì vậy là mình bán bao nhiêu hả dì Hai? Dì Hai bán có 6.000. Dạ 6.000. 6.000 là 30.000 tiền Việt. 36.000 à, 36.000 vì để trả với trả ba tê nhiều quá, rất là chả nhiều. Ngon lắm, trả là bán, nhưng là mình già là mình phải bán chân chính. Dạ. Mình đừng bán mất người ta, người ta không dám mua của mình nữa đâu. Dạ. Ta mình có trả. Sáng mấy giờ là gì ra bán hả dì Hai? Sáng hả, gì ra tới 7 giờ sáng, giờ nấu cơm mà chưa có ăn gì đó hả? Ừ, nấu cơm mà sáng có ăn được. Có một mình gì nấu chi cho nó cực. Thôi ăn cơm mà đủ được đâu. Dạ. Dạ đúng rồi ha, ăn cơm ngoài đường 1-2 bữa thôi chứ ăn nhiều lần nó cũng ngán hay gì á. Con ơi, nhà cái chút xíu mấy hộp mà nó nấu cơm gì đâu mấy chín đâu. Dạ. Mình mua nãy đây mình ăn đi nó ngon hơn. Một ổ bánh mì mà 6.000 ở đây theo như mà anh em mình yếu là ăn không hết đó anh Ngọc. À, không nổi đâu. Nói chung là Quý Ngọc ăn một ổ 6.000 nó ăn không hết thiệt á. Nãy nó bán có thiếu cho con gì vậy? Dạ 5.000. Hả? 5.000. 5.000 phải. Dạ. Nấu ăn cũng được á gì? Ngon. Dạ, ngon. Vì năm nay cũng 69-70 tuổi rồi cô chú. Bây giờ một mình cũng lủi thủi gì đó, làm nhưng mà nhớ con, muốn về thăm con nhưng mà cũng không có điều kiện. Cho dì Hai đang trước thì Hai góp tiền cho. Dạ 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 gì đó. Thì đây, hồi nãy là dì nói là dì mượn tiền của cái anh chàng Ấn Độ này nè. Đó, mượn tiền anh chàng Ấn Độ này là cũng cho tiền góp. À, với là anh chàng Ấn Độ này hả? Ừ. À, anh chàng Ấn Độ này nè. À, anh ghi tay trái nè. Anh ấy sắp tan rồi. Hả? Cái chiếc nó trộn đó.
Hả? Bây giờ chưa? Ăn chích cho. Khi 7 ngày chích hả? Chân. Dạ, là gì đòi mượn tiền ảnh thêm hay sao? Cái dây này 5 ngàn, dì hai góp ổng 5 ngàn, dính dây 10 ngàn, dì hai tính kêu ổng cắt tiền cho dì hai. Dạ. Ổng biểu dì hai góp 2-3 bữa nó mới ấy. Dạ, vậy đó hả? Là kêu góp 2-3 bữa nữa mới cho mượn lại. Phải à? Dạ. Tại cái dây này dì hai mới cắt ngày qua, dì hai mới đóng chổng được có ngày à. Phải mà góp được nửa đường nhiều nhiều người ta mới chọn mình. Dạ, cái dính vào cái dòng xoáy tiền góp này Nguyễn Ngọc thì cô chú là khó dứt lắm cô chú. Nói chung là đóng chưa được nửa đường là coi như đắp đuôi, chưa được nửa đường là đắp đuôi. Coi như lãi chồng lãi lên vậy đó. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ngọc là thấy là người đàn ông Ấn Độ là cho tiền góp. Đó, người Ấn Độ đúng rồi, dì nói phải rồi. Chứ không phải là người Indo. Dạ vậy thôi con cũng xin phép dì ha. Dạ. Dạ có dịp nào đó rồi con có đi ngang đây rồi con ghé đến đây con thăm dì. Rồi con có ấy gì con lên mạng con về con nói nhà con của dì hai đó. Dạ. Nó tên là Trần Văn Đạt. Dạ. Là dì hai cũng mong muốn về thăm con mình một lần ha. Dạ. 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 Nếu như anh Đạt xem được cái video này á thì mà ngặt cái là gì không có xài số điện thoại nữa chứ. Dì hai không biết xài điện thoại đâu. Thì hiện tại giờ là anh Đạt ơi, là dì hai á, là mẹ của anh á, là đang sống ở tại chợ Tạc Mau. Dạ. Dạ. Là buôn bán cái tủ bánh mì đây nè anh Đạt. Đó, ngoài trước là đối diện là với cái dãy mà bán ba cái phụ tùng xe Honda nè anh Đạt. Đó. Nếu như mà anh có xem được video này, anh lên thăm dì hai á thì anh đến đây nha anh Đạt nha. Đó. Đến đây là biết liền hả dì hai ha? Dạ. Dạ thì nói chung là đối diện với chợ Tạc Mau nè. Dạ rồi con chào dì nha, con chúc dì sức khỏe ha. Dạ dạ. Dạ thì video đến đây Nguyễn Ngọc cũng xin tạm dừng nha cô chú và anh chị. Nguyễn Ngọc xin hẹn cô chú và anh chị những video tiếp theo nha. Dạ Nguyễn Ngọc xin chúc cho cô chú và anh chị sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.